Chúng ta cùng xử lý một cái bài bất công thức trong cái đề chọn đội tuyển của Hải Phòng năm 2024-2025. Cái bài bất công thức khá là nhẹ nhàng. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng tất cả con số A1 đến A2024 thì luôn lớn bằng M nhỏ và nhỏ bằng M lớn ha. Thì chúng ta sẽ có một cái đánh giá tự nhiên sau với mỗi thuộc vào đoạn M nhỏ M lớn. Thì ta có x trừ m nhỏ tất nhiên lớn bằng không, x trừ m lớn nhỏ bằng không, cái đó tích số này nhỏ bằng không. Hay chúng ta khai triển ra, chúng ta có được x bình phương trừ m nhỏ cộng với m lớn, tất cả nhân cho x cộng m nhỏ nhân m lớn nhỏ bằng không. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được một cái đánh giá liên quan A1 bình phương với m nhỏ m lớn. Những con a y khác thì cũng tương tự ha. Giờ đó ta có x bình phương nhỏ bằng m nhỏ cộng m lớn nhân cho x trừ cho m nhỏ nhưng m lớn với mọi ý thuộc đoạn m nhỏ m lớn. Ta lưu ý rằng là tất cả những con AI y chạy từ 1 đến 2024 đều thuộc vào đoạn m nhỏ m lớn nên nó thỏa mãn cái bất thức này. Suy ra AI bình phương nhỏ bằng m nhỏ cộng m lớn nhân ai trừ m nhỏ nhân m lớn với mọi y chạy từ 1 đến 2024. Ta tổng là lấy tạ sigma là tác động cái tổng y chạy từ 1 đến 2024 hay quả hai vế ha. Tổng AI bình phương ha, AI bình phương y chạy từ 1 đến 2024 cho nên nhỏ hơn bằng m nhỏ cộng m lớn tất cả nhân cho tổng AI y chạy từ 1 đến 2024 trừ 2024 m nhỏ nhân m lớn được ha. Tổng y chạy từ 1 đến 2024 và cái đại lượng này nó không phụ thuộc vào y cho nó bằng 2024 nhân cái đại lượng này. Và ở trên đây chúng ta có cái giả thiết là tổng những con AI y chạy từ 1 đến 2024 bằng 0 nha. Tổng AI bình phương y chạy từ 1 đến 2024 nhỏ bằng trừ 2024 m nhỏ nhưng mà lớn. Từ đó chúng ta dẫn đến điều cần chứng minh ha. Tổng AI bình phương y chạy từ 1 đến 2024 tất cả chia cho 2024 nhỏ bằng trừ m nhỏ m lớn. Như vậy chúng ta đã có được điều cần chứng minh ha. Bài này khá là nhẹ nhàng. Sử dụng ý tưởng rất là đơn giản để xử lý. Rồi. Chúng ta dừng lại ở đây và có thể mình cũng sẽ làm những bài bấn thức nhưng mà nó hơi hướng giải thích hơn thay vì những sử dụng những cái kỹ thuật quá đặc biệt.